Tụi mình đang trên đường di chuyển tới khu cắm trại The Camp View. Các bạn lưu ý tại các ngã ba đều có bảng hướng dẫn nha. Địa chỉ của The Camp View nằm ở Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Các bạn cứ chạy theo hướng dẫn trên Google Maps là tới hà. Tụi mình đang ở The Camp View. Phòng tụi mình là phòng D4 như vậy đây nè các bạn. Ở đây thì có hai dạng phòng ha. Có nhiều dạng phòng lắm. Nhưng mà cái dạng phòng của mình đó là mình chọn là toilet ở trong phòng. Mình thấy như vậy thì nó thuận lợi hơn. Còn có một cái dạng phòng á, giống như các bạn thấy trên đây nè. Đó. Không nhiều dạng lắm. Thì mình thấy trên đây nó có một cái dạng nè. Đó. Cái phòng tắm thì ở ngoài. Thêm một cái nữa là có cái bồn tắm nằm ở ngoài như thế này nữa ha. Mình không thích cái dạng đó các bạn, tại vì sao? Mình sợ lạnh đó các bạn, sợ lạnh á. Tắm xong đi vô nó cũng lạnh. Đúng rồi, lạnh lắm á, ra bút á. Rất lạnh. Với lại có một cái nữa, đêm ví dụ mình đi toilet rồi nó rất là bất tiện, nên tụi mình quyết định là chọn cái phòng là toilet ở trong. Đó, đây là phòng của tụi mình nè các bạn, D4 nè. Thì trước khi vào phòng á thì mình cũng gõ cửa ba cái, giống như chung nào cũng vậy hết. Dù là ở khách sạn, resort hay là ở bất kỳ chỗ nào thì cái đây là chỉ là giống nơi tâm linh thôi ha. Thì bên trái của mình ha, đây là toilet nè các bạn. Đó, đây. Rộng rãi thoáng mát ha. Có tắm bột cho các bạn thư giãn đó nè. Đó. Mà thường ở Đà Lạt thì đa phần mọi người ít có thể ngâm lắm tại vì nó rất là lạnh. Nên chỉ là tắm xong ra lịa lên đây. Có hệ thống cái dầu nước nóng như xịn trời. Phải dầu nước nóng chứ ở Đà Lạt mà không có máy tắm nóng là tắm nổi đâu các bạn. Đó, ở căn bản là gì nè. Đó. Thì mình lúc ngoài Hà Kỳ mình đặt á là đi dạng như cắm trại kiểu này nè. Thì mình rất là lo ngại cái việc nhà vệ sinh. Mình rất là lo ngại, nhưng mà sau đó anh Calaman nói là ở đây là có toilet ở trong luôn, thì mình bút chỗ đây. Ở đây cũng có cái gì ta, cũng có dầu gội đầu nha các bạn, sữa tắm luôn nè. Đó, cũng có những cái căn bản giống như bạn cả đang luôn đây. Nói chung là ở đây căn bản thôi. Hai cái này là miễn phí nha các bạn, miễn phí nè. Đó. Không gian nó như thế này thấy ấm cúng không? Ngồi chắc mấy cái ghế này là dạng như là chiều chiều hay sáng á, các bạn có thể đem ra ngoài trước sân này nè, các bạn ngồi ngắm cảnh này, giường đó ha, rộng rãi, kệ nè để quần áo đó các bạn. Đây là máy sấy tóc để ở đây ha, cái máy đây là cái ấm đun nè, rất là lạ, đó giờ mình mới thấy luôn các bạn, có nhiệt độ nè. Thêm cái giường muỗi nữa nha, mà gió cỡ này làm sao muỗi được. Dưới đi trong nhà đâu ha. Đây này có, nó không có tủ. Vậy như là có cái kệ móc như thế này thôi, mình thấy cũng tiện lợi nè. Còn cái khu vực này nha các bạn, là nếu các bạn sử dụng là tốn tiền nha. Giá ở đây. Đây. Giá ở đây nha. Đó. Các bạn thấy gió dữ không? Giường thì cũng rộng rãi ha. Rất là rộng rãi. Còn cái view của cái giường á các bạn là nhìn thẳng ra ngoài cảnh ngoài kia luôn. Đây. Ở đây máy sưởi nè, lò sưởi. Thật ra đây nó rất là lạnh, nếu mà không có lò sưởi thì nó lạnh lắm, ngủ không nổi đâu. Đó, tại gió nó bạc bạc thôi nè. Này, kính. Các bạn có thể là ra ngoài á, chỉnh chu cho nó trang phục đây, coi kính đây. Đó, các bạn thấy view đây, phòng mình nè. Trời ơi, lạnh nha các bạn. Wow, đẹp ha. Kinh tối á, là dưới này nè. Thắp đèn lên nha, trời ơi, bá cháy. View đẹp chứ trời. Đây, đây là toàn bộ view của phòng mình nè. Không, toàn bộ view của cái trại, cái lều của mình ha. Đây, lều của mình đây. Thì nó cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Ấm cúng cho hai người ở thôi là được rồi. Đó. Đẹp quá ha. Nói chung rất là đẹp. Lần đầu tiên mình trải nghiệm cái hình thức này. Thì thường mình đi là resort nè, khách sạn nè, homestay. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái dạng lều như thế này, cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Mình sẽ nghỉ ngơi một xíu ha, sau đó tụi mình sẽ
đi quay vòng vòng cho các bạn xem. Tụi mình sẽ tranh thủ bây giờ là 4 kém rồi. Thường sẽ 6 giờ á, là thứ nhất là rất là lạnh, thứ hai là trời nó sập tối xuống thì quay hình nó không có đẹp đâu. Tụi mình sẽ tranh thủ chút xíu, nghỉ ngơi chút xíu, tranh thủ quay hình cho các bạn xem ha. Bây giờ mới có 5 giờ các bạn ơi, mình đã cố gắng hết sức nhanh nhất có thể. Nhưng mà sụp nắng nhanh quá ha. Sụp nắng rồi, không những sụp nắng đâu các bạn, nó mù luôn đó, nó mù luôn á. Nhưng mà thôi cũng đỡ, nghe không mưa được rồi. Giờ tụi mình đi quay cho các bạn xem ha. Hình như đi thẳng xuống coi mấy phòng dưới đây. Thôi, chắc cũng vậy rồi đúng cũng không? Cũng vậy à, tới đây là hết rồi nè. Cũng giống kiểu phòng mình cũng à, giống cũng luôn mấy phòng à. Mấy phòng à. Mấy phòng nữa. Ừ. À, hơi đi lên luôn. Đó, ở dưới đây có thể nhìn thấy được cái view của phòng trên luôn. Ờ. Đó các bạn ha. Hồi chiều mình có nói với các bạn đó đó, cái phòng đó đó, nó cái toilet á, nó rời ra ngang. Mà mình không thích kiểu đó, không biết sao không? Tắm xong nó ra lạnh lắm. Nên mình chọn cái phòng dưới này thì toilet nó nằm trong luôn. Cho nó thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm. Ui. Thật sự trải ngại. Ôi không trải nghiệm không nổi đâu, lạnh lắm. Cái phòng mà nói với các bạn nè, toilet này, phòng này nó hở như vậy nè. Đi tắm nó cũng hơi lạnh nha. Tắm xong ra lạnh buốt luôn. Ý là nãy mình tắm trong phòng á. Trời ơi. Rất lạnh các bạn ơi. Không khí này rất lạnh. Khu vực bên đây cũng dãy phòng không? Chắc cũng na ná nhau. Cũng dãy phòng giống nhau. Lúc là cái dãy của mình là nó cùng loại. Xong lên một tầng nữa là cùng loại đây. Ở đây hình như có 2 tầng phòng mà. À đúng rồi nè, nó ghi nè, khu vực lưu trú nè. Ừ, có 2 tầng phòng thôi. À. Còn trên kia là giống như dạng bán cà phê rồi cho vô xong quen thôi. Không có được xuống khu vực này dành cho khách lưu trú thôi. Ừ. Còn trên kia là được tham quan trên kia thôi anh. Ừ. Ở đây có mấy cây màu tím gì đẹp quá, bông tím nè. Thú thiệt chứ, vậy? Không biết tên. Không biết tên. Không biết nữa hả? Không biết, nhìn nó đó, đẹp á. Khu vực trên là khu vực cà phê. Oh. Qua bên trước nha. Ừ. Đó bên đây có view. Ồ bên đây là cánh đồng cỏ lao hả? Ồ. Đây cỏ lao đúng không? Dạ yeah, dạ, yeah, đúng cỏ lao. Có 3 cái ghế lười nữa nè. Ừ. Cái này mà ngồi tắm nắng được. Chứ về mà giờ này ngồi là lạnh á. Rất nghe lạnh. Nói là ở đây là như cũng săn mây được á. Yeah. Mà để coi buổi sáng làm sao? Buổi sáng làm sao? Sợ sáng. Ủa mà muốn săn mây được thì phải sáng sớm đúng không anh hả? Mấy giờ? Tầm 6 giờ, 5 giờ mấy 6 giờ mình nghĩ chắc chỗ mặt trời chưa mọc á. Mới mọc lên á. Vô hỏi thử là nhân viên như thế nào? Là săn mây tầm mấy giờ? Ví dụ như săn mây là 3-4 giờ sáng á thì chắc có lẽ... 3-4 giờ sáng, tối thui. Tối thui luôn. Ý là mặt trời nó phải lên được chút. Wow, nó chưa có tan mây thôi. Ở đây đẹp nha. Cái đây là ngồi chắc út đồ chạy nè anh. À đốt lửa chạy không? Chạy mà gần cây không vậy? Nó khoanh lại rồi mà. Chắc khoanh lại. Khoanh lại rồi đâu có sao đâu. Đây đẹp quá ha. À bên kia cũng có nữa cả. Bên kia cũng có vậy. Có nhiều lửa chạy. Ừ. Giờ này chắc còn khách lưu trú nhiều quá. Yeah. Chứ mình nghĩ nha, mấy người tham quan chắc giờ này người ta về hết rồi. Đúng rồi. Bên đây hình như cũng có lao nữa không? Ừ, có lao nữa. Ê, có cái hoa gì cả, cái hoa dạ quỳ hả? Đúng rồi, nó đó. À. Hoa dạ quỳ đây là nó bắt đầu mọc vào cuối mùa mưa. Có nghĩa là tầm cỡ tháng cuối tháng 10 tới đầu tháng 1 là nở rất là nhiều. Hồi bữa là mình đi từ cung đường từ sân bay Liên Khương vô nội thành á. Trời ơi, mình nhìn bên đường ha, nhiều lắm. Rất là nhiều luôn, nó đỏ rực luôn, vàng rực luôn. Cái này là hết rồi nè. Cái này hết rồi. Đây hết rồi đúng không? Ở đây cũng là chỗ đốt lửa trại rồi. Dạ, đốt lửa trại. Ở đây nhiều chỗ đốt lửa trại quá ha. À mình nhìn trên kia cũng còn khu vực liệu trên này, chắc mình lên trên khám phá. Đi lên thử coi trên kia như thế nào. Ok, đi. Rồi tụi mình lên khu vực phía trên đi. Wow. Cái cung đường này cũng đẹp lắm ha. Ở phía trên nhìn xuống mới đẹp nè em. Ừ. Rồi vô bên đây chứ đi. Ủa đây chỉ có bãi đất trống à. À. Cái hồ chơi gì đó. Bãi đất trống này làm cái gì ta? Chơi chơi gì đó. Ừ. Bắn cung hay gì á. Hay có ai tổ chức gì không á thì ở đây quá ha. Mình đi tới coi thử. Cái trước này cái gì nhỉ? Giống như bắn cung quá ta. Ừ, bắn cung đúng không anh hả? Qua coi thử. Đúng rồi, bắn cung nè.
Nhưng mà không thấy cung, chắc là phải liên hệ với Tân à. Ê, sao cái giọng này nó gian gian hả? À, o, 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 o. Ừ, nó gian hay là nó trống á. À. Trống á, nó giống như gian núi rừng vậy. Ừ. À. Nghe mấy cái điểm cung nè. Điểm cung nè. Bên đây á, thì cũng có phòng nè các bạn. Dạ, phòng này nhưng mà view thì view khác mình thôi. Cái view ừ. hai bên đây nó là... Nó có nhiều, nhiều view. Hả, giống như chính giữa là view nhìn xuống nè. Hai, hai bên đây là nhìn qua bên, bên trại bên này. Ừ. Cái dạng này là dạng phòng toilet riêng nè các bạn. Đó, toilet nó nằm ở ngoài thế này nè. Vậy phòng này thì mình không thích lắm nha các bạn nha. Tại vì tắm lạnh không chung gì hết. Tắm lạnh lắm. Đó. Các bạn thấy chưa? Mù luôn. Ừ, là ngắm view chứ cũng đẹp thôi. Ừ. Lát nữa chắc là mấy cái thung lũng này nó lên đèn, yeah. Nó sẽ đẹp. Chờ xíu nữa là bắt đầu mấy cái trại này nè. Ở đây nó đốt lửa, ờ, chạy thôi. Mấy cái trại. Không, mấy cái gọi là trại mát hả? Mấy cái nhà cái nhà đó ra. Chạy. Mấy cái nhà đó, nó sẽ lên đèn thì nhìn có đẹp. Vậy rất là đẹp. Hiện tại bây giờ thì ở dưới đó thì chưa lên đèn. Ở trên đây thì nó mù căm. Nên các bạn thấy là nó âm u. Âm u, rất là âm u luôn. Chắc lẽ bây giờ là vô ngồi nghỉ ngơi, thì chuẩn bị ăn tối, sau đó buổi sáng hôm sau tụi mình sẽ, sau khi ăn sáng xong tụi mình sẽ cố gắng quay lại cho các bạn xem. Thì nói chung á là buổi tối hay là buổi sáng đều có cái nét đẹp riêng không của nó hết. Ngày mai có thấy được mây không? Nhưng mà thời tiết gì mà có thể mai có mây vậy? Mình nghĩ. Thì thường theo mình biết á, có nghĩa là nếu mà không mưa thì khả năng gặp mây thì cao. Khả năng gặp mây cao, với lại cả ngày hôm nay nó nắng rồi. Thì khả năng ngày mai gặp mây cao. Thì hên thì gặp mây, không hên thì nói chung là người tính không bằng trời tính đâu. Ừ. Nó gặp sương mù. Giờ mình vô mình ăn đi ha. Ừ. Ha, bây okay. giờ mình vô mình nghỉ ngơi rồi mình ăn tối đi. Ừ. Chứ bây giờ muốn quay được không quay được nó tới thui hả? Ừ. Nha, rồi vô đi ăn. Đây, mình đã tới nhà hàng rồi các bạn. Đây vừa là nhà hàng vừa là quầy tiếp tân ở đây luôn. À, như cà phê rồi luôn. Cà phê luôn ở đây luôn. Ừ. Ăn sáng cũng ở đây luôn. Nói chung nó cũng ở đây nó cũng nhỏ thôi à. Rồi chỉ lát là ăn ở đâu thôi. Ngồi ăn ở trong đây đi cho tránh chó. Ngồi bên đây lạnh lắm. Không, ừ. Ngồi ăn ở trong nè. Ừ, nó có khu vực ngồi ăn ngoài trời đó, mình đi ra khu vực ngoài trời coi thử nha. Không, ngồi trời ngồi chơi thôi nha, không có ngồi ăn nổi đâu, lạnh lắm. Đây. Dưới đây người ta làm một cái hồ, không biết để làm cái gì ha. Hồ cá. Hồ cá hả? Hồ cá hả? Mở dịch vụ câu cá hả ta? Sau khi mình hỏi nhân viên rồi thì ở đây tới 7 giờ mới ăn tối nha các bạn. Bây giờ 7 giờ tới 9 giờ. Bây giờ 5 rưỡi á, bây giờ mình về phòng mình nghỉ. Ha, mình nghỉ. Ok. Tới 7 giờ mình ra mình ăn. Ok. Giờ là tụi mình đi ăn tối các bạn. Bây giờ là 7 giờ nè. Và không khí ở đây ha, đối với mình là nó mát. Nó hơi se lạnh xíu thôi. Chứ không có lạnh buốt. Chứ không có lạnh buốt, nói chung nó cũng lạnh ấy. Nhưng mà nó không lạnh buốt, bởi vì nó không có gió. Nếu mà ở đây nó lạnh mà kèm theo gió nữa thì nó mới lạnh buốt dữ. Thật ra nó không có gió nha, nó im re. Hồi chiều mình tới thì gió coi như là thổi khủng khiếp. Và tối thì không có gió, nên nó đỡ lạnh hơn. Đây, tụi mình đi ăn tối. Đây là bữa ăn tối của tụi mình. Phòng này là tính trong nằm trong cái phòng đúng không anh hả? À, đúng rồi. Nói chung nhìn cũng hoành tráng vậy quá ha. Cái phần của tụi mình thì tụi mình không ăn được thịt nên đổi một số món trong đó là thành cái món lẩu. Món lẩu thì cũng có thịt luôn. Thế thật ra là mình cái phần hai người là không có lẩu mà ba người mới có lẩu. Yeah. Tại vì tụi mình không có ăn được thịt, mình không ăn thịt thì không có ăn được các loại thịt mà ăn được hạn chế. Nên bên đây cũng cố gắng hỗ trợ tụi mình là đổi qua lẩu. Nhưng mà rốt cuộc này cũng có thịt luôn. Không rút sao, nhưng luôn. Mà không sao, cũng ít thịt cũng không sao. Lẩu wow. Đúng rồi, đã ha. Trời ơi. Cái này một phần do đây gọi là chênh lệch nhiệt độ á. Nó sẽ làm cho cái khói nó khủng khiếp lắm. Wow, mút, khoảng một cái à. Dạ, đây nè. Rầu ít quá. Nghe thấy thằng rầu mà rầu ít. Đang nằm dưới á. Dạ, anh thấy rồi.
xịt. Nóng quá. Không cảnh buổi sáng ở phòng này các bạn. Bên kia mây nhiều à. Bên kia mây quá trời. Bên kia mây quá trời mây luôn. Một khu vực của mình thì không có. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn. Ở khu vực phòng mình thì có thể ngắm được cả hoàng hôn và bình minh luôn. Bình minh đang chơi chơi. Bình minh là hướng này nè. Bình minh hướng này. Còn hôm qua mình tới phòng mình thì hoàng hôn hướng kia. Đó, khu vực của mình chỉ ngắm cảnh này thôi các bạn, không có mây. Bên kia mây dữ kìa. Bên kia là một rừng mây luôn. Wow, đẹp quá ha. Không, một biển mây mới đúng ha, một biển mây. Bên mình không có mây. Hôm qua mấy cái nhà dưới đây có lên đèn đẹp lắm các bạn. Đúng rồi, hồi tối á. Hồi tối thì... Nhưng mà có cái dãy giữa này không có gì hết, là không có đèn. Rồi. Dãy bên phải với lại dãy bên trái thì lên đèn đẹp. Đó, các bạn thấy không, mây ở bên mé bên kia. Đúng rồi. Khu vực phòng mình thì không thấy mây. Khu vực phòng mình chắc thấp. Thấp. Nếu mà muốn thấy mây hơn nữa là phải lên cao nữa. Nói chung là ở phía cao nhưng mà thấy được mây. Còn cái tầng thấp mà mình đã lên lên tới tầng này luôn thì thấy mây ở ngoài kia kìa. Đó, thấy ngoài kia kìa. Và bắt đầu nó tan dần rồi. Gió nó thấy đẩy xuống đây đó. Mình đi xuống dưới đây nè. Cảnh cảnh buổi sáng đẹp quá. Đẹp quá. Một người ta đánh đèn là quay cái gì. Làm như biết làm chưa nhiều quá hả? Đi qua khu vực này luôn anh. Qua anh đây. Đây chụp đám cưới nè. Không biết. Đó, ra đây thấy nhìn thấy đẹp hơn nè. Ừ đúng rồi. Wow. Lạnh nha. Xưa rất lạnh nha mọi người. Quá, wow, đúng rồi. Đó, đây đẹp, đẹp hơn nè. Đây là cảnh nhìn bao quát từ trên cao của The Cam View này các bạn, công nhận là đẹp quá ha. Lúc này là khoảng 6 giờ sáng, mặc dù thời tiết rất là lạnh nha, nhưng mà được đứng trên cao ngắm mây trôi bồng bềnh bên dưới á, được hòa mình với thiên nhiên và được hít thở không khí trong lành, cảm giác vô cùng tuyệt vời luôn các bạn. Tụi mình đang đi ăn sáng ha. Ở đây thì phần ăn sáng nó là tính vào trong giá phòng luôn rồi. Thì đây mình thấy có phở, có mì. Thịt thì có thịt gà và thịt bò thôi. Đó. Có hai loại thôi nha các bạn. Bản thân mình thì mình không ăn thịt. Và bây giờ không có gì hết thì mình phải ăn, lát mình sẽ gắp thịt qua cho anh Caramel ăn. Mình chỉ ăn phở với rau thôi. Đó. Và thêm một phần nước nữa, mọi người sẽ một phần nước nữa. Thì qua quầy á, các bạn uống nước gì thì các bạn qua quầy order ha. Giờ mình sẽ ăn đi, nó bụng. Khẩu vị ngon á. Khẩu vị rất ngon. Thì ngon đây nha. Đây là món trà quế mà không. Ngon nha, ngon nha. Quế là quế gỗ hả? Còn cái bông này không biết. Mình mới vừa ăn sáng xong. Bây giờ chắc tụi mình về phòng thu dọn hành lý. Ở đây thì 10 giờ trả phòng rồi. Bây giờ là khoảng 8 mấy, 8 rưỡi. Cảnh buổi sáng nè, hay cũng mới sáng quang ha. Ở đây chắc phòng 10 giờ nhưng mà tụi mình chạy phòng sớm chút tiếng. Là phòng xong tụi mình đi qua chỗ khác ha. Mình sẽ qua cái chỗ vườn qua Cẩm Tú Cầu. Ồ, ở trên đây có dãy vườn qua Cẩm Tú Cầu mà mình không thấy thôi. Ừ. Có vườn nữa đó là dài bông thôi. Dài cây thôi. Thôi giờ mình xuất phát ha. Xuất phát đi qua chỗ khác ha.